đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. U22 Việt Nam và nỗi lo thể lực. U22 Việt Nam sẽ thắng U22 Thái Lan. Kịch bản đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games 32. U22 Việt Nam và nỗi lo thể lực. Giành quyền vào bán kết SEA Games 32 nhờ chiến thắng vừa đủ 2-1 trước U22 Malaysia, nhưng thầy trò huấn luyện viên Philippe Thuzier đang bộc lộ những hạn chế về mặt thể lực. Đây là thiệt thòi lớn của U22 Việt Nam trước các trận quyết đấu sắp diễn ra. Dù dẫn trước 2 bàn, chơi hơn 2 người, U22 Việt Nam chưa cho thấy một thế trận thuyết phục trước U22 Malaysia. Nhìn sâu hơn vào trận đấu, những khoảnh khắc khó khăn mà chúng ta vượt qua được không hẳn nhờ năng lực cá nhân hay là sức mạnh tập thể, mà chủ yếu do đối thủ tự mắc sai lầm, khi thì để phạt penalty, khi lại liên tiếp mất 2 người do dính thẻ. Đó đều là những bước ngoặt mà ở đó U22 Việt Nam đã tạo ra được lợi thế để bứt lên. Cùng lúc với sự vụng về, nóng nảy của U22 Malaysia khiến họ đánh mất tất cả. 5 phút bắt nhịp là màn trình diễn đầy chủ động của những chú hổ con dưới tay của huấn luyện viên Ella Varasan khi họ dùng ưu thế thể lực và va chạm để lấn áp lối chơi kiểm soát của U22 Việt Nam. Nhưng đúng vào lúc U22 Malaysia bắt đầu có những cú dứt điểm tương đối chất lượng, họ lại bị thổi phạt đền vì Adam Afa để bóng chạm tay khi lấy thân mình cản Võ Minh Trọng sút về hướng cầu môn. Đôi khi, chỉ một tích tắc may mắn cũng đủ quyết định cả một trận đấu bản lề. Ở trường hợp này, chúng ta thậm chí còn may mắn nhân đôi bởi Nguyễn Văn Tùng đã không thắng được thủ môn Ishan trên chấm 11m nhưng vẫn ghi bàn từ cú đá bồi. Bàn thua đó có thể chưa phải là gáo nước lạnh dội vào quyết tâm của đội bóng áo vàng, nhưng nó chắc chắn làm sụt giảm nghiêm trọng khí thế phủ đầu mà họ nỗ lực tạo ra. Mặt khác, khi U22 Malaysia buộc phải chơi mạo hiểm hơn để tìm kiếm bàn gỡ, họ không còn duy trì được khối đội hình phòng thủ đã từng trụ vững 73 phút trước U22 Thái Lan nữa. Khoảng trống mà cầu thủ chạy cánh phải U22 Malaysia dâng lên không kịp lùi về đã bị Phan Tuấn Tài quan sát rất nhanh và khai thác bằng đường truyền dài cho Minh Trọng xuống biên, tạt một chạm như đặt để Văn Tùng dứt điểm bằng đầu sở trường nhân đôi cách biệt. Đây cũng là pha bóng chất lượng nhất mà U22 Việt Nam dàn xếp được kể từ đầu SEA Games 32. Nó chứng minh rằng thứ bóng đá mà ông Thuzier đang truyền đạt cũng có rất nhiều ưu việt. Chỉ có điều các học trò cần thêm cả thời gian và cả tố chất khác để có thể lĩnh hội tối đa. Trong các tố chất mà U22 Việt Nam còn thiếu, đáng lo ngại nhất có lẽ là sức bền. Dàn cầu thủ mà ông Thuzier đang chèo lái không có một cá nhân nào thực sự độc đáo về kỹ thuật hay sắc sảo về chiến thuật. Nhưng ngay cả thể lực vốn là điểm đã tiến bộ khá nhiều của bóng đá Việt Nam trong 5 năm qua, nay cũng có chiều sa sút. Chúng ta nghỉ nhiều hơn U22 Malaysia một lượt đấu, nhưng từ lúc nhập cuộc cho đến khi đối thủ chỉ còn 9 người trên sân, U22 Việt Nam hầu như không thể hiện được ưu thế về tranh chấp tay đôi hay là đua tốc độ. Trần Quang Thịnh đá ở vị trí thòng trong sơ đồ 3 trung vệ, nhưng ít nhất 2 lần cắt bóng hụt để lộ mặt thành. Thêm 3 lần nữa tiền đạo U22 Malaysia lẻn qua được hàng thủ của chúng ta để đối mặt với Quan Văn Chuẩn, nhưng kết thúc ra ngoài. Dù là vấn đề về phán đoán hay sức dướn, đó đều là tử huyệt của tuyến phòng ngự U22 Việt Nam. Một lần nữa, sự chắc chắn lại là dấu hỏi cho người gác đền Quan Văn Chuẩn. Tuột bóng khỏi tay trong điều kiện sân trơn, bóng ướt là lỗi sơ đẳng, một lỗi mà khi người thủ môn mắc phải, anh ta sẽ khiến các đồng đội bị tâm lý rất nặng nề. U22 Việt Nam từ chỗ đang phơi phới dẫn trước 2 bàn, bỗng nhiên bị đẩy vào thế chống đỡ cực nhọc khi đối phương đang ở rất gần hy vọng gỡ hòa. Có thể hiểu được ý tưởng của huấn luyện viên Philippe Thuzier khi đại tu hàng tiền vệ với Huỳnh Công Đến, Khuất Văn Khang và sân từ băng ghế dự bị nhằm bảo toàn chiến thắng, nhưng liệu có yếm thế quá không khi nhà cầm quân người Pháp rút cả Văn Tùng ra để U22 Việt Nam chơi nốt hiệp 2 mà chẳng có tiền đạo thực thụ nào. Kết quả thì ai cũng thấy khá hiển nhiên, U22 Malaysia tăng cường sức ép trong khi chúng ta phản công yếu ớt vì không có điểm đến tuyến đầu. Có những thời điểm, khung thành của Quan Văn Chuẩn đã rung lên bần bật hoặc thủ môn này phải dùng cả thân mình để trục lỗi cho một pha oi bóng tiếp theo. Nhưng đây là một trận đấu mà thần may mắn hoàn toàn ưu ái U22 Việt Nam. Người Mã tưởng như đã ngửi thấy bàn thắng thứ hai thì lại tự chuốc lấy 2 thẻ đỏ. Với 9 người, huấn luyện viên Ella Varasan không thể có phép màu nào lật ngược thế cờ. Tuy vậy, các học trò của ông Thuzier cũng không thể tận dụng ưu thế quá lớn này để tái lập cách biệt về mặt tỷ số. Khi đã chơi hơn 2 người, ông Thuzier mới tung chân sút Nguyễn Quốc Việt vào sân, nhưng U22 Việt Nam cũng không cho thấy khát khao ghi thêm bàn thắng nữa. Có thể tính chất quá quan trọng của trận đấu khiến ban huấn luyện đưa ra những quyết định an toàn, nhưng cũng có thể trong trạng thái thể lực đã bị bào mòn ở hầu hết các vị trí trên sân, U22 Việt Nam đành hài lòng với mục tiêu tối thiểu. Nếu thực tế diễn ra theo vế thứ hai, sẽ thật khó khăn cho chúng ta trong trận đua còn lại. Nó đặt ra nhiều toan tính hơn cho ông Thuzier khi gặp U22 Thái Lan. Trận đấu dù tính chất chỉ là thủ tục phân hạng, nhưng sức ép dành cho ông sẽ nhân lên gấp đôi. Và ở bán kết, chờ đợi chúng ta sẽ là U22 Indonesia hoặc Myanmar, những đối thủ đang sung mãn cả nền tảng thể lực lẫn hưng phấn tấn công. Từ thời điểm này, chúng ta mới thực sự đánh giá được bản lĩnh của thầy Philippe Thuzier. U22 Việt Nam sẽ thắng U22 Thái Lan. Bình luận viên Quang Tùng chờ đợi sau khi U22 Việt Nam giành vé vào bán kết SEA Games 32 sẽ có tinh thần thoải mái và chơi tốt nhất trong trận đấu gặp Thái Lan ở cuối vòng bảng. Tôi thấy trận thắng của U22 Việt Nam trước Malaysia khá giống với trận thắng Lào ở ngày ra quân. Chúng ta chưa ổn, lối chơi kiểm soát bóng của đội chưa được rõ ràng.
Ở trận thắng Malaysia, U22 Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng không hẳn hơn đối phương về mặt thế trận. Các cầu thủ vẫn gặp khó khăn khi vận hành lối chơi mới dưới thời của huấn luyện viên Philippe Chuzier. Tôi cũng chưa biết khi nào U22 Việt Nam có thể thắng thuyết phục, làm đã mắt người xem được. Hy vọng là Việt Nam có thể vào tới chung kết. Bình luận viên Quang Tùng nói về U22 Việt Nam sau trận thắng Malaysia 2-1, giành vé sớm vào bán kết SEA Games 32. Dù bảng B còn một lượt đấu nhưng mọi chuyện đã ngã ngũ khi Việt Nam và Thái Lan dắt tay nhau vào bán kết, còn Malaysia và Lào phải nói lời chia tay. Bình luận viên Quang Tùng cho rằng U22 Việt Nam khi có sự thoải mái về mặt tinh thần có thể chơi một trận đấu hay nhất vòng bảng với U22 Thái Lan. Thái Lan đương nhiên vẫn mạnh nhưng chúng ta cứ thoải mái mà đá thì mọi chuyện lại theo một chiều hướng khác. Thực tế trận cuối vòng bảng ý nghĩa là có nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm. Gặp Indonesia hay Myanmar ở bán kết thì cũng gần giống như nhau thôi. Tất nhiên là nếu được chọn đối thủ thì ai cũng muốn, nhưng với sai số của các cầu thủ trẻ thì mọi chuyện chỉ là tương đối. Điều cần thiết với U22 Việt Nam là cần xây dựng một sự tự tin, bên cạnh đó là lối chơi mạch lạc và thoải mái về mặt tinh thần. Sau từng trận đấu các cầu thủ sẽ rút ra được kinh nghiệm thi đấu chững chạc hơn. Bình luận viên Quang Tùng nói, tôi muốn nhấn mạnh là một giải đấu trẻ, chúng ta non thì đối thủ cũng không già dặn hơn là bao nhiêu. Ở khu vực Đông Nam Á, ngoài Thái Lan khá hơn một chút thì các đội còn lại tương đối giống nhau. Về mặt chiến thuật, kỹ thuật của các đội có thể nét này nét kia, nhưng có một điểm chung là thiếu kinh nghiệm, từ đó rất dễ bộc lộ ra sai sót. Chính vì thế ở SEA Games 32, đội nào ít mắc sai sót hơn đương nhiên có cơ hội nhiều thành công hơn. Bình luận viên Quang Tùng chốt lại. Kịch bản đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games 32. Với 6 điểm đang có trong tay, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ cần hòa đội tuyển nữ Philippines ở lượt trận đấu sinh tử của bảng A sẽ chắc chắn giành quyền vào bán kết ở vị trí nhất bảng. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ khép lại hành trình tại vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 32 bằng màn chạm trán đội tuyển nữ Philippines. Trước lượt trận đấu mang tính sinh tử của bảng A, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 6 điểm, hiệu số dừng 5, hơn 3 điểm so với hai đối thủ cạnh tranh là Philippines hiệu số 0 và Myanmar âm 1. Cục diện hiện tại đang khiến cho bảng đấu khá căng thẳng khi mà cả 3 đội tuyển đều còn nguyên cơ hội đi tiếp. Trong 3 đội, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung nắm giữ quyền tự quyết trong tay, nhưng nguy cơ bị loại vẫn còn hiện hữu nếu thất bại. Ở lượt trận đấu cuối bảng A, Việt Nam sẽ phải đối đầu trực tiếp với Philippines. Đội bóng hiện đang là nhà đương kim vô địch AFF. Đây được nhận định là thách thức không dễ gì đối với đội tuyển nữ Việt Nam và thực tế trong lần chạm trán gần nhất, chúng ta đã để thua Philippines tới 0-4. Thế nên thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cần thận trọng bởi đối thủ chắc chắn sẽ nhập cuộc đầy quyết tâm giành chiến thắng, thậm chí là muốn có một trận thắng đậm. Với tình hình hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đi tiếp nếu không thua Philippines. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chắc chắn nhất bảng A nếu có được kết quả hòa trở lên. Trong trường hợp thua với cách biệt là 1-2 bàn, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giành vé đi tiếp vì hơn Philippines ở hiệu số bàn thắng bại được tính đến đầu tiên khi các đội bằng điểm nhau. Còn trong trường hợp thua với cách biệt từ 3 bàn trở lên, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung phải chờ đợi vào kết quả trận đấu giữa Myanmar và Malaysia diễn ra cùng giờ. Nếu Myanmar không thắng Malaysia, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đi tiếp dù thua Philippines với tỷ số nào. Nếu Huỳnh Như và đồng đội thua Philippines cách biệt 3 bàn, chúng ta phải mong đợi Myanmar thắng Malaysia với cách biệt không quá 2 bàn. Ở lần đấu cuối này, xét về mặt lý thuyết, đội tuyển Malaysia vẫn còn cơ hội vào bán kết. Tuy nhiên, Malaysia cần phải thắng Myanmar với tỷ số cách biệt ít nhất là 2 bàn và hy vọng Việt Nam thắng Philippines với cách biệt là 3 bàn. Theo lịch thi đấu, hai trận Việt Nam và Philippines, Myanmar và Malaysia sẽ cùng diễn ra vào lúc 16 giờ chiều ngày 9 tháng 5. Còn vào lúc 19 giờ, đội tuyển nữ chủ nhà Campuchia sẽ đối đầu với đội tuyển Thái Lan trong trận cầu mang tính quyết định ngôi đầu bảng, sau khi hai đội này đã sớm giành quyền vào bán kết.